Cô đừng có nói 3 sao nha. Nó đấm được thủng tường trên kia là có khi lại lụng lên. Vẫn đang tích cực đấm tường. Royal Champion chưa gồng. Và Queen cũng vậy. Ở kia đang đấm tường giờ mà chạy đi đâu. Cái hướng cánh. Ui giời, đang còn Lalo một mớ đã vào đâu. Lalo một mớ bên này đã vào đâu. Giờ nó mới vô này. Royal Champion thì chưa gồng. Spell tầm này nó có lẽ cũng không quan trọng nữa rồi. Anh em lực lượng vẫn đang rất đông. Sẽ múa tân đánh đầu tiên, đó chính là đi Queen với cả là 6 set một động đất. Lalo. Wow. Bạn ấy sẽ xử lý ra sao đây? Tiếp tục là Bloom. Bạn ấy đầu tư xe phóng lửa ở khu vực dưới góc 6 giờ. Anh Queen tấn công mặt trên. Thả xét với động đất mượt lắm. Thả xét với động đất mượt lắm con pha đánh này anh em. Đúng là buồn của GE thật đấy chứ. Mình đang chạy ngược lên phía trên kia. Tiếp tục là những em Blue. Tốt. Ui giời ơi. Bên đây Zeti đang quẻ. Tiếp tục hỗ trợ đi sếp. Đúng rồi, tàng hình tốt trong pha đánh này. Bế đó. Phải hỗ trợ thôi. Tiếp tục bạn ấy phá tường để thông tiếp vào khu phía dưới cho em Queen đục sâu vào trong. Góc 3 giờ thì quản giáo đã bật gồng cùng với anh em Lalo vào rồi. Đẹp thật, đẹp thật. Úi dồi ôi, bịt quả đóng băng máy bắn đá và Tesla. Rất tỉnh đòn đến từ Chico rồi. Em Queen tầm này vẫn chưa gồng bạn ạ. Lava còn trước ở bung. Thịt bầu thì đi bắn mấy cái rệp Jetty xong thì cũng oảng luôn. Queen chạy vòng sang đây. Một gồng mà lụng kinh thôi. Đúng rồi. Chỗ còn lại anh em lụng cái ngọt luôn. Vâng, xin chúc mừng trận đấu đầu tiên 3 sao đến từ Chico. Hay 1-0 luôn cho EM Esport. Tiếp tục nói anh em, Ryuta đánh của nhà Kelvin. Đi Queen Lalo tiếp trong tuần đánh này. Chào tất cả các sếp nhá. Đúng rồi, đang quẩy tưng bừng lên. Pha này Queen chạy thẳng vào khu nhà chính luôn chứ. Thăm dò này. Để tất cả anh em vô nhá. Cuồng nộ cho Queen và đóng băng ngay cái tháp thần chú tàng hình lại, không cho nó kích lên. Tốt. Đúng đủ nhà những cái sẵn cái bình độc dược ở đây đã. Queen làm nỗ lực vượt khó trong tình huống này. Thật gầu chắc ảnh. Tiếp tục đầu tư thêm mình cuồng nộ nữa. Xe phóng lửa đang hoạt động tích cực ở khu phía dưới. Người tiếp một pha phá tường. Tiếp tục một pha phá tường nữa. Ừ.
Vâng, cuồng nộ ác chiến luôn. Gồng kinh hay quá để ăn thêm cái air defense. Và như vậy là tập trung hướng góc 9 giờ cho Lalo. Minion cũng vào thăm dò luôn rồi. Vâng, lava đến Bloom rồi đến Minion ngay sau để defend luôn. Đấy, trong tình huống này rồi hồi champion nó bế luôn không chết. Vâng, có Headhunter chạy vào bắn chùa để bắt rồi hồi champion của đội bạn trong tình huống này, nhưng có lẽ là không cần luôn. Một trận thi đấu 3 sao đẹp và một đều dành cho Chamath GS. Căng cò khét lẹt lẹt luôn các sếp ơi. Ok, chào sếp Trần Quốc Trượng nha. Đây là Queen Jack Hybrid. Sếp ơi, dắt Queen trực diện mặt khu vực nhà chính này luôn. Headhunter hỗ trợ cho Queen này, được kinh của đội bạn nhanh gọn nhẹ luôn. Zone Sneaky Goblin ở góc bên kia để cắt cho Queen chạy vào nhà chính. Liều thật đấy. Chắc thêm cuồng nộ nữa cho nó chắc ăn. Tiếp tục là một em Bloom. Ui rồi, bế được quả bom đen và phá xoáy kịp thời cho anh Queen thật. Bên này đầu tư các bạn ấy để cắt góc cho em Queen chạy vào khu phía trong. Ok, anh em nào chưa follow nhớ follow nha. Bốc luôn à. Lại tiếp tục một blue nữa để thăm dò. Có ngay một bình cuồng nộ chứ không. Một bom đèn rất là hay đến từ Capito. Cái này thì em Queen tha hồ thoải mái và tung hoành rồi. Miner với cả Hawk được vào. King có mặt ở góc 9 giờ luôn rồi. Bế ngay khu vực nhà chính. Ca này thì lấy bật gồng Queen hay gì à, trước, à đóng băng trước của nhà chính. Úi dồi ôi, em Queen bật gồng ngay thôi chứ ăn độc rồi. Độc toàn thân cái pha đánh này rồi. Vẫn kịp lụm được luôn cái pháo đầy đá này. Đúng rồi. Thêm cái hồi máu tích cực khẩn trương này. Vào đi bạn ạ. Queen của đội bạn tranh thủ lụm chùa Queen của bên mình bên đây. Giao bánh cho Royal Champion. Trận này sụp gọn lệ luôn. TT vào bịt cái Ifro nhiều tia. TT nó cứu cánh rất nhiều trận thi đấu. Khóa lại cái máy bắn đá nữa. Úi giời. Lại một trận thi đấu 3 sao tuyệt vời nữa luôn rồi. Đến từ Capito. 3 lượt đánh đầu tiên và bế hết cả 3 sao. Rất nóng luôn các sếp nhá. Ok, hẹn gặp lại nào. Rồi, vào đi sếp. Chào sếp Trung Nguyên nhá. Em tập trung bình luận mà chưa chào được hết các sếp thì anh em thông cảm nhá. Đây là giáp Lalo. Có set với cả động đất luôn đấy bạn. Rồi. Úi dồi, ăn được liều thợ xây chiến đấu này. À, Inferno này, tháp tàng hình này, bơm cuồng nộ Queen này, đúng rồi. Xương ở đây rất nhiều. Cảm ơn sếp Nguyễn Xuân Dương bắn bông nhá. Vào việc, vào việc. Đúng rồi, đúng rồi. Bình tiếp cuồng nộ được Queen phải nữa. Thôi, lạc lối rồi. Lạc rồi, lạc rồi, lạc rồi. Trời ơi, mất hết hồi máu. Ô. Đây dường như không phải là GS mà tớ biết. Oh no. GS mà tớ biết làm gì mà đứt sâu như thế này được. Vâng, có cái gì đó nó sai sai ở đây thôi.
Không bế được nhà chính rồi. Một hit nữa. Ồ thôi. Ồ no. Vâng, có cái chuyện gì đang diễn ra với sếp Ogati vậy? Trời ơi, mất một đống lính trong pha thi đấu vừa rồi. Quảng Queen, quảng sạch hồi máu, lạc hết spell. Thôi trận này cố gắng bế 2 sao thôi. Căng thật. Oh no. Những trận đầu đang rất là phấn khởi cơ mà. Tăng độ khó cho game á. Trời ơi. Đã có cuồng nộ trong tình huống này rồi. Rất căng bạn. Quả đấy bạn cắt không chuẩn. Em Queen thấy trai, thấy con kinh ngài. Vâng, thấy trai đẹp cái là mắt nó tít lên. Chạy sang bên kia chơi với kinh. Quảng luôn. Ui giời ơi. Đấy giải thôi, giải này thì giải cỏ thôi. Vô địch thì là chắc là có tiền. Ô trời ơi. Tiếc thật, tiếc thật. Pha này mà toang 70%. Nhanh lên. Úi giời, 70% sếp ơi. Electro Titan tiếp. À, của các sếp này toàn ả cứng không. Đúng rồi, tận vừa rồi Queen bê trai. Bỏ anh em mà chạy. Rồi, được. Thả xét và động đất rất đẹp đến từ Kelvin. Bơm cuồng nộ cho quả nhà nó này. Em thằn lằn phun độc to phết đấy chứ. Chạy tới chạy lui. Đầu tư một hop. Xem có trap bộ hay không. Cảm ơn sếp Nguyễn Việt tặng bông nhá. Quả nhà nó hợp lý, hợp lý. Xúc cái cho nó hợp lý sếp. Ôm bom phá tường mà cũng đừng ở bên đây. Ok, chào sếp Nguyễn Việt nha, cảm ơn sếp đã tặng bông nha. Che phóng lửa cẩn thận, mô tả nó bốc đi đấy. Học kinh ở góc 3 giờ. Electro Titan cũng vô luôn. Anh em nhớ thả like, thả tim phát cho nó phấn khởi nha, chào chào anh em nha. Sếp nào mà chưa follow, nhớ follow giùm mình nha. Đúng rồi. Anh em nào mà bị lỗi quốc gia cần tư vấn cách khắc phục thì anh em có thể tham khảo trong bio TikTok nhá. Đúng rồi, đáng ra bơm cùng một nhanh một chút. Anh em đỡ khổ đấy. Đang rất mượt đến được theo pin. Đừng có nói 3 sao nha. Nó đấm được thủng tường trên kia là có khi lại lụng lên. Vẫn đang tích cực đấm tường. Royal Champion chưa gồng. Và Queen cũng vậy. Ở kia đang đấm tường giờ mà chạy đi đâu. Đúng rồi, đấm tường đi. Royal vẫn chưa giao bánh. Nhầy quá nhầy ạ. Tiếp tục một pha phá tường nữa. Vâng, Queen đục xong tường chạy sang bên này. Có lối đã mở sẵn rồi. Electro đấm tường đi cho nó xong. Rồi, thủng tường rồi đấy bạn ạ. Electro Titan sang đây diệt xương. Đúng rồi, sang đây diệt xương. Đúng rồi, vâng, hỗ trợ cứu Royal là rất đẹp trong tình huống này đến từ Kelvin. Ở một trận đấu 3 sao đẹp dành cho bên EM Esports. Wow. Nét thật sự luôn anh em ạ. Vâng, trận đánh này quá hay dành cho Kelvin rồi. Wow. Bạn đi đục tường hay thật. Em Electro phá tường cũng rất ghét luôn.
Ly Giác La Lô à? 5 bình thẳng hình cơ mà. Oh, Skelly Donut La Lô. Tàng hình tốt này. À, các sếp nào mà tham khảo cách khắc phục lỗi quốc gia thì liên hệ mình ở trong bio nha. Tham khảo trong bio nha. Phá hội thành. Ồ đúng rồi, chứ không phá hội thành thì toàn đấy. Phá hội thành là mục tiêu chính. Ok luôn. Kinh làm quạt trà vẫn cơ. Nice, tôi lầm vào việc đây này. Vậy còn một bình tàng hình, 2 băng và 2 tốc nữa. Ô, phải phá tường cho cô lập một vô chứ nhỉ. Không làm sao mà vô được. Đúng rồi, phá sập hội thành thì lính clan ở trong đó nó sẽ không xuất hiện nữa. Chính xác. Đấy là lý do mà người ta đánh Skelly đấy. Mặt nhà chính thì có Ice Golem với cả Balloon đi dọn góc à? Rồi những em Balloon đang bắt được trụ quản giáo không? Ký cầu chiến vào luôn. Động dược kìa bạn. Ở đây có lẽ là Sneaky Goblin rồi. Mặt còn lại thì đại bàng cũng đã bị bay mất. Vâng, Queen Oảng à? Ô, Oảng Queen rồi. Nhà chính cũng đã sập. Ô, ba này căng phết. Chào tất cả 500 anh em xem nhá. À, cái trận vua này thì chúng ta họp chắc tầm khoảng 12 giờ 15 20 gì đó chứ bạn. Ừ, đúng rồi. Đã đầu tư cái đóng băng này. Pha này tạch tiếp thì thôi rồi luôn ạ. Ú là trời. Còn bên đội bạn, còn Royal nó đứng thế kia cơ mà, nó đứng chành anh thế kia cơ mà. Nó bắt hết quân luôn. Đi giáp nhỉ. Đi giáp nó trưởng một lúc mất mấy balloon. Vẫn còn một balloon và một Headhunter. Ăn trong cannon thì sẽ bắt đầu vô balloon với cả Headhunter đấy. Bình tĩnh nào, bình tĩnh nào. Làm nên lịch sử trong trận này nào. 29 giây nào God. X-Bow chỉ là mặt đất thôi. X-Bow chỉ là mặt đất thôi. Ăn xong cái cannon này là sẽ vào việc không? À cũng chưa dám bởi vì là còn X-Bow mặt đất nữa. Áp thần chú cuồng nộ nó đã bung bung lên rồi. 14 giây kìa. Ôi xoài. Ôi xoài. 99. 98%. Đâu Blizzard à? Không, Super Archer trong Blim nó sẽ ở trong cái bay này. Đây là một dạng bay trôn đây. Ring bay trôn một sao đây. Áp lực luôn. Đúng rồi, phải hết chứ. Phải lái hết trận này thì mới đi ngủ được chứ. Chúng tôi chiến Blim này. Ô, bật gồng luôn. Hạ cánh ở ngay chỗ ấy, thát tầng. Tầng hình bắt được 4 bọn đen. Vị trí chất lượng phết nhỉ. Giờ mới nhân bản này. Phá bom biếc xong hết bạn. Bắt đầu mới quăng nhân bản với cả là tàng hình này. Rất hợp lý. Bạn ấy đánh đầy kinh nghiệm trong pha này. Bắt Inferno nhiều tia. Đúng rồi, bắt nhà chính. Bắt X-Bow, phá Ice Golem thủ nhà. Được quá nhở. Phá đánh rất thành công đến từ Steven. Phong độ thi đấu đang rất cao đến từ EM Esports trong đêm ngày hôm nay. Tiếp tục Ice Golem đang bốc ở bên kia này. Phá kia. Headhunter hỗ trợ ngay. Và càng lắm này. Còn con Queen. Ui dồi bom. Còn Headhunter vô thì ăn bom mất. Bom tiếp này. Ừ.
cái hướng cánh. Ui giời, đang còn la lô một mớ đã vào đâu. La lô một mớ bên này đã vào đâu. Giờ nó mới vô này. Royal Champion thì chưa gồng. Spell tầm này nó có lẽ cũng không quan trọng nữa rồi. Anh em lực lượng mà đang rất đông. Này thì xúc tớ này. Ui giời. DM Esport đánh quá hay các anh em ạ. Họ có phong độ thi đấu tuyệt vời cho ngày hôm nay. Lava chưa bùng. Bùng đi. Ui giời, bùng thì bạn đứt luôn chứ còn gì nữa. Ui dư quá nhiều thời gian dành cho EM Esports Stefan trong trận đánh này. Có 3 sao không? Không biết pha này như nào đây. Ô giáp la lô. Hay. Bắt được hai liều thợ xây chiến đấu. Pháo đầy đá và tháp thần chú độc dược ở chỗ cụm nhà chính ngay sau hội thành. Và xử lý rất tốt. Giả ngờ đánh 99 chấp nhà chính cho bên kia bùa mừng à. Thế cứ nói thế. Vậy ui rồi ôi. Em kinh đã bị Inferno một tia nó chiếu vào rồi. Bằng tốt. Đến lượt Queen đang bị bế đi kìa. Đóng băng nhà chính. Không đóng băng nhà chính để cho King bị đốt à? Bạn ác vậy. Này thì King còn cái nịt rồi. Nhanh lên. Ba Ice Golem tranh thủ ra nữa lại hẹo bây giờ. Ủa phải bế được nhà chính chứ. Đúng rồi. Bắt được Queen rồi. Bắt được ba em Ice Golem rồi đấy. Lalo bắt đầu vào bên đây. Mất Queen bên kia rồi. Nhưng mà hướng còn lại anh em vẫn phải khỏe. Vẫn phải khỏe. Để chiến đấu tiếp. Không thua được đâu. Trận này phải cố gắng mà thủ. À, cố gắng mà 3 sao chứ. Ui bật gồng còn nhỏ hay quá. Và bật gồng không chê được. Bởi vì đang đối đầu với cả máy bắn đá và Royal Champion trong tình huống ở đây cơ. Lava cảm từ hướng ở góc bên kia. Vâng, đây vẫn là một trận thi đấu 3 sao thôi. À, còn băng bạn bịt để bắt Royal Champion phía dưới. Ô kìa. Ô kìa kìa. Ăn cái Tesla được không? Thôi xong rồi, Royal nó phá hết cả trận thi đấu rồi. Trận thi đấu 3 sao đã bị Royal Champion nó phá mất rồi. Lại niệm thật. Niệm khúc cuối cho Ren. Bên kia thì cứ 3 sao đều mà bên này là cứ 2 sao đều. Royal nó bế đi hết. Bạn ấy mặc dù rất là quyết tâm rồi. Đúng là tâm lý thật rồi. Tâm lý nặng nề cho GS rồi. Bây giờ thì chính thức thua rồi chứ còn gì nữa đâu. Đen tôi đỏ là red. Tâm lý đang rất thoải mái dành cho Paul đây rồi. Úi trời. Cầu đá. Phải chờ thôi chứ làm bên này làm trận 3 sao nữa thì tôi đúng khóc luôn. Sao lùn tiếp. Sập bạn ạ. Úi giời, căng cò luôn. Úi giời. Sẽ như thế nào đây sếp ơi. Ngọ nhem thật chứ. Không cần đánh cũng thắng à. Chờ thôi chứ biết làm sao đây. Trời. Bật gồng hoàn hảo rất tốt trong tình huống này. À,
Ai chà, một bình nhảy đã được triển khai ở bên đây ạ. Hỗ trợ dùm em gái sếp ơi, hỗ trợ dùm em gái sếp ơi. Lùn đã ăn xong khu vực nhà chính giùm em không? Chào tất cả anh em mới vô nhá. Nhà chính phải chập, nhà chính ở phía dưới phải chập giùm em chứ bạn. Úi dồi ôi luôn. Trận này mà 3 sao nữa thì đúng khét. Bế ý sợ bốn mươi giây liệu có kịp không, liệu có kịp không? Tớ nghĩ là hơi khó bởi vì cái máy bắn đá nó phải chập cơ, máy bắn đá nó không chập thì nhọc lắm. 8x rồi. Nhưng như này nó vẫn cũng đủ để cho bên EM Esports giành được chiến thắng rồi các sếp ạ. Nhà Rome sẽ chiến thế nào sếp? Bốc giùm em nào. Bốc giùm em ca này nào. Vời 27 hawk rồi đấy. Đi queen 27 hawk có sếp. Ấy xời. Mất ngựa. Ca này mất ngựa chứ bạn. Xe phóng lửa vẫn hỗ trợ Queen pha này. Chập. Nhưng vẫn phải bơm cuồng nộ thôi. Pha này không thể không bơm cuồng nộ được. Tím ngay. Tốt này. Rất hợp lý trong pha thi đấu này. Độc dược đã có tốt luôn. Đúng rồi bạn ơi. Bế nó đi ngay chứ. Cảm ơn sếp Nguyễn Xuân Dương 3 bông nha. Không bơm cuồng nộ cho Queen à sếp? Bơm để có chiến chứ này. Tính đi ngủ vào TikTok thấy sếp like lại phải xem. Cảm ơn sếp gì đã tặng 2 bông nhá. Đã bật gồng Queen pha đánh này. Queen có mặt rồi. Thôi xong hồi máu lại bị đốt hết rồi. Queen lại bị đốt hết hồi máu rồi. Ô nặng xẹt thật. Oh no. Chuyện gì đang diễn ra ở đây vậy? Đây không phải là GS mà chúng tớ hay biết. Toàn chứ bố. Toàn toàn rồi. Quyết định dùng kinh. Còn Royal Champion ở đâu? Royal Champion ở đâu sếp? Một miner đang vào. Còn băng Queen. Băng Queen vào máy bắn đá. Headhunter tranh thủ cơ hội vào. Ủm chua. Oh no. Bắt con Queen kìa. Kinh mất gồng rồi. Vẫn còn Super Barbarian. Vẫn đang còn Super Barbarian. Tầm này hỗ trợ được gì thì cứ bế nó đi. Vâng, 95%. 96 không? 96 không kịp 96. Ôi đúng đèn cho cha Max GS tối ngày hôm nay và xin chúc mừng chiến thắng của EM Esports. Wow, 14-11 ạ. Ghê thật.